để xanh 200 cái. Ai muốn bắt con nào bắt? Ốc này là ốc móng tay nè. 4 kg 100. Wow, mọi người xem. Trời ơi. Con ốc hương vỏ nó đốm đốm, nó màu vàng thế này. Cái này nhiêu ký? Cái đó 250. Để chị lựa cho chắc khó là được. Miệng thơm ngon. Mến chào quý anh chị và tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Khám Phá Cùng Dương nha. Hiện tại thì mình đang ở thị xã La Di. Thì trong video này mình sẽ dẫn mọi người đi ra một cái bãi tắm. Đây là một trong những địa điểm du lịch vui chơi dành cho du khách khá là nổi tiếng ở thị xã La Di. Và bây giờ thì xin mời mọi người đi theo chồng mình để cùng tham quan cũng như là khám phá bãi biển này nha. Hôm nay là ngày cuối tuần thì mình thấy cũng có một số ít du khách người ta đang đi ra đây. Chạy vào trong này thì có những cái hàng quán rất là nhiều, cũng như là cái bãi đổ xe cho mọi người, kể cả xe máy cũng như là xe ô tô. Thời tiết hôm nay rất là đẹp luôn. Trời nắng đẹp nè. Biển cũng rất là êm. Trời ít gió nữa. Bãi cát hôm nay mình thấy khá là sạch sẽ ha. Có một cái thời điểm nào mình ghé nơi đây thấy bãi cát rác rất là nhiều. Ở phía bên trong này là những cái hàng quán nè, rất là nhiều luôn. Bãi biển này có cái hình cánh cung rất là đẹp ha. Chạy dọc theo cái cung đường ven biển này nè là mọi người vào được trung tâm của thị xã La Di. Rồi nhìn xa xa này kia là cái đảo Hòn Bà này. Nếu có dịp thì mình sẽ lên cái Hòn Bà khám phá một chuyến. Biển hôm nay rất là êm luôn. Nước cũng khá là trong. Hiện giờ thì có một số du khách người ta đang tắm biển nè. Mình nghĩ ở đây là khoảng tầm buổi chiều á, du khách người ta ra mới đông. Ở đây cũng có dịch vụ jet ski nè, mô tô nước đây mọi người. Thì cái phao này hình như là được kéo bởi cano. Bây giờ mình còn thấy những cái bánh hơi như thế này nè. Du khách tắm biển thì người ta thuê những cái bánh hơi như thế này để tắm biển. Biển hôm nay rất là êm luôn mọi người. Nước cũng rất là trong nè. Phía dưới này mình thấy bán hải sản khá là nhiều đây. Cá khô nè. Thank you.
thấy có cái cô này đang bán ghẹ ốc hương. Cô có ngâm mấy cái túi ghẹ ở dưới biển hả, cho nó tươi ha. Cái này là tôm tít. Chỗ này cũng có ghẹ nè, ghẹ này là ghẹ xanh. Ghẹ nào mua ghẹ này? Có ghẹ không nè? Con này mình bán bao nhiêu một ký đó chị? Cái này là ghẹ xanh 200 một ký. Cô bán là cô ngâm oxy. Ghẹ tươi rói. Lên Facebook ha. Lên TV phải không? Dạ. Ừ. Ghẹ ngon nè, ghẹ của nhà mình ngon nè bà. Bạn ơi. Bà, một con là một con dài hơn bàn tay ha. Đi Vinh chợ kiếm rồi ghé lại đây. Ghé lại đây mua làm gì chính. Cô đo cho khán giả người ta xem để biết cái kích cỡ nè. Hơn một gan, gan rưỡi á. Gan rưỡi luôn con này. Gan rưỡi, gan rưỡi. Con này to ha. Tươi rói. À, mọi người mà ra đây là thấy hải sản, thấy ghẹ là nó ham. Mình mua số lượng nhiều thì cô đóng thùng cho mang về. Có mua đem đóng thùng, ở đây có thùng xốp cô đóng luôn. À. Ghẹ của nhà mình vô đó, ghẹ nhà mình vô đó mua đi bạn ơi. Cái phao kia là được kéo bởi chiếc jet ski. Cái đó mình ngồi số lượng người nó nhiều á, ngồi có thể một chục người luôn á. Mình thấy có cái chị này bán chả, chả chiên. Chiên tại chỗ luôn nha. Ôi mua ủng hộ em miếng đĩa đi giờ luôn hả? Giờ là cái đĩa đi giờ luôn. Cá này cá gì vậy? Thu ảo anh. Thu ảo. Dạ. Thử đi. Cái này là chỉ là chỉ chiên ngay tại chỗ nha, chứ không có lấy ở đâu đâu nha. Mọi người cứ yên tâm ra đây mua. Chiên tại chỗ là nóng hổi luôn á. Chả này về mình ăn với bánh mì hoặc là nấu bún riêu, bánh canh. Cái thu ảo ăn ngon á. Giờ này còn sớm mà chị. Giờ này còn đang ở trong cái lễ hội rồi. Mình thấy ở đây có cá bóp. Ghẹ, ốc hương. Mực. Ủa hình như hôm bữa gặp chị rồi. Bữa mà chị hát rồi chị mua cái thùng á. Phải không? Chị mua ghẹ đi chị, 150 ký em ủng hộ em đi.
150 kg tươi sống tại chỗ. Đây, 150 một kg sống luôn. Ghẹ này là ghẹ mặt trăng và ghẹ xanh. Ở trong màn hình mọi người thấy nó nhỏ nha, ở ngoài là chị ngâm mấy cái thau rất là to luôn. Con nào con nấy dài gan tay hoặc là hơn. Vậy giờ mình hấp rồi mình nướng rồi mình nấu lẩu ram me. Này trăm rưỡi này. Bên này là mật ống. Mật ống và mật nang. Mật ống, mật nang, bạch tuộc. Này là mật nang nè. Mình thấy mấy cô mấy chị ở đây bán ghẹ rất là nhiều và rất là tươi. Ghẹ mặt trăng, ghẹ xanh. Thôi, con này là không có cột luôn, ảnh đưa những cái càng cái que ảnh ra. Phải phải nhìn dễ ghét hả? Có con bạch tuộc này cái râu của nó dài hả? Ốc hương cái này. Ốc hương ở đây cái vỏ nó đốm đốm nó màu vàng. Ôi, ba con cá bự chưa? Chỗ này là cá khô. Ăn ngoài phim hả? Mua khô gì ăn cay. Chỗ này cũng là mực và ghẹ. Cá này. Cá này như là cá bốp phải không? Cá bốp đây là. Cá mua em lấy ra cho này cá cam. À cá cam thấy nó giống. Trời, cái cân này cân nó đủ rồi nghe, bảo phước nghe. Chúng ta cân lại đi, chúng ta trả tiền. Tôm, nghêu nè. Ở đây con bé con bao đủ gì mà không ăn, ở đây nó thiếu gì mà gì sợ. Cái này là nước quả trời không đủ. Mình thấy có mấy chị đang tập trung mua mực bạch tuộc đó. Chị có ăn kìa không? Ốc này là ốc móng tay nè. Ờ, 4 kg 100. Quay lên đi anh. 4 kg 100. Một túi chà bá luôn. Ở đây mấy em yên tâm. Này đơn giản là về hấp. Còn không mình chịu khó mình xào ra muống. Xào xong đổ ra dĩa để đó ngắm thôi. Con bạch tuộc. Khoảng ha. À, mọi người xem trời ơi. Cung đăng
rất là dài, rất là to này. Ồ. Rồi về nướng sạch tế ngon. Vậy mày còn qua đó đi đổ đi, sống tay mày đổ ra cũng được, sống tay mày đổ ra đi cho ta. Nhưng mà đây mới được có đấy đó. À thôi bỏ qua bên đó. Để tiên luôn. Nó 70 đi chị, người ta bao má ra đi. Muốn đến là 35 ngàn cái đây là qua hết chỗ này chỗ kia đâu 35 ngàn mà chưa có đá mà chờ cái này là có đá mà ra đến đây rồi. Cái này là có một chị khách người ta mua số lượng nhiều nè, cô đóng thùng. Đó, đóng thùng để mang về. Ở xa thì mình mở đá rồi đóng thùng nè. Để nó tươi lâu hơn. Ở đây hay thường thấy cái con ốc hương vỏ nó đốm đốm, nó màu vàng thế này. Cái này nhiêu ký? Trăm rưỡi. Ốc hương là 150 nha. Có nhưng cái chị nhập qua đây nhập qua đây qua đó đi em qua đây mua được tối lắm hơn chị mua đi rồi đây em mang chị nào em mang chị lớn hay chị nhỏ vậy lớn rồi vậy đó thì chị 180 vậy anh chị nào mua thì số lượng nhiều mà có thùng là mấy cô mấy chị ở đây người ta đóng thùng cho mình nha. Rồi cái thùng đưa cái bị đây con mẹ đưa cái bị cho. Tôm tít. Em lấy mấy ký đó. Em mua. Đấy. Cầm bị lấy mấy ký. Mấy ký đây. Áo cái lô này là kịp không? Vừa cái món nha ba, vừa vừa xé lấy nào. Cái này không ngon, cái gì chắc nè, chắc ủng. Đã nói là lựa ngon đàng hoàng. Con thịt to đúng không? Không, con nồi nó có gan với nó không? Để chị lựa cho chắc ngon là được. Năm ký một đi. Chị này chỉ mua nhiều ha. À, cho người ít. To nè. Rồi ơi. Giá dao động từ 150 đến 200. Anh đâu anh quay em vô là cháy cái điện thoại. Quay đi con cho lên đây. Phải lên em cho đẹp nha, chứ xấu đẹp không có chịu đó. Nếu mà lên em giờ đẹp em vô bình luận. Xấu là không có vô đâu á. Nghe. Mấy bữa nay mấy xịn xịn không à, người người đã đẹp sẵn rồi lên đẹp gấp đôi nữa mà. Rồi vậy là ok, anh cứ quay thoải mái. Có cái tính với nó chưa sẵn. 5 cái 2 giống như 5 ký. Ủa đó đó lại bạn nghiêm từ từ. Nghiêm nó nghiêm. Nó nghiêm. Tặng cho con. Tặng cho con ngon này quà. Khuyến mãi thêm. Anh đi. Chỗ này các cô các chị ngồi sát bãi biển luôn nè, ngay bãi tắm Tam Tân. Nhìn qua bên kia là mỏm đá chim nè, đó trong kia là những cái hàng quán, những cái khu resort, rồi cái rừng cây dương.
Phía trên này thì cũng có những cái thuyền, những cái thúng của bà con ngư dân ở đây. Buổi sáng ở đây thì cũng có những cái hoạt động như là bà con ngư dân người ta đi biển vào á, sáng sớm lên hải sản đủ loại và rất là tươi. Đây là những cái thúng lớn được chạy bằng máy. Ngày xưa thì người ta còn dùng những cái thúng bằng tre nhỏ thôi, chèo tay rất là mệt. Càng ngày thì người ta càng chuyển qua những cái thúng được làm bằng cái chất liệu composite, bền lâu hơn, chống thấm nước, lâu bị mục nữa. Giờ này còn sớm cho nên là du khách tập trung cũng chưa có nhiều. Tầm khoảng buổi chiều á, thì ở trong những cái hàng quán đó du khách tập trung rất là đông, người ta ăn uống hát hò mở nhạc rất là sôi động luôn. Cảnh biển hôm nay rất là đẹp ha mọi người, thời tiết trời trong xanh nè, biển cũng rất là êm luôn. Mọi người thấy không, có một chiếc máy cày đang xúc cái thúng vào nè đó, mấy anh khỏi mất công phải khiêng. Tại vì là những cái thúng lớn này người ta vào rất là nặng luôn, khiêng không nổi đâu. Những cái bánh hơi như thế này thì người ta tận dụng những cái ruột xe cũ á, người ta vá lại rồi bơm hơi lên. Gia đình nào mà đi tắm biển có trẻ nhỏ, mình thuê một cái bánh hơi như thế để cho mấy bé tắm an toàn. Giờ này là ở trong kia người ta vui chơi mở nhạc sập sình luôn. Ở bên trong này rất là nhiều các cái hàng quán bán hải sản tươi sống được chế biến sẵn nè. Du khách giờ này tập trung cũng rất là đông rồi mọi người. Ở trong này mát mẻ luôn, có bàn ghế mọi người ngồi. Do là ở phía dưới những cái rừng dương như thế này cho nên là rất là mát. Ở đây thì người ta chế biến sẵn từng dĩa như thế này đó, mọi người ăn là có thích cái món nào là chúng ta cứ chỉ thôi. Chị đang nướng tôm này ướp sa tế xiên que thơm quá chừng luôn. Quay sát thì cái lò lửa nó nóng cái máy. Ở trên này là chủ quán người ta xếp lên từng món ở trên dĩa như thế này nè, mực ốc hàu sò nghêu. Nếu quý anh chị và các bạn nào đi du lịch La Di thì mình nên ghé bãi biển Tam Tân này một lần nếu mà ai chưa đi nha. Ở đây cái không gian cũng rất là mát mẻ mọi người, có những cái hàng quán cho mọi người ngồi nghỉ rồi thưởng thức các món hải sản, rồi mình có thể đi ra biển tắm biển.